Một video ghi lại cảnh đạo diễn phim công Scott Island bị đánh đến phải nhập viện tại một quán bar ở Sài Gòn ngày 9 tháng 9 đang làm nóng lại câu chuyện về công tác lựa chọn người đại diện để quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam cho thế giới. Hình ảnh đạo diễn Hollywood Jordan Vogt Roberts bị đánh bể đầu tại Việt Nam đang lan truyền nhanh chóng khi vị đại sứ du lịch này chưa kịp gây ấn tượng đẹp nào để quảng bá cho hình ảnh du lịch của Việt Nam. Ngày 11 tháng 9, Công an quận Nhất thành phố Hồ Chí Minh xác nhận với báo Người Lao động về vụ xô xát giữa nhóm của đạo diễn Jordan Vogt Roberts với một nhóm thanh niên khác tại quán bar XO. Hai nhóm đã dùng chai thủy tinh để đánh nhau và đạo diễn phim công trở thành điểm tấn công của nhóm thanh niên kia. Trả lời trên báo Dân Việt, ông Nguyễn Thái Bình, Chánh văn phòng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xác nhận bộ này đã gửi công văn hỏa tốc yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh điều tra vụ việc. Văn bản của Bộ Văn hóa Thông tin Du lịch viết đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quan tâm giao các cơ quan liên quan tìm hiểu, điều tra làm rõ, xử lý sự việc theo quy định của pháp luật và cử người thăm hỏi, động viên chia sẻ với đại sứ du lịch Jordan Vogt Roberts. Tiếp đó, báo Thanh niên dẫn lời Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến cho biết đã yêu cầu Công an thành phố vào cuộc điều tra làm rõ, xử lý nghiêm vì bất cứ hành vi nào tấn công người khác đều vi phạm pháp luật. Đạo diễn Jordan Vogt Roberts đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Pháp Việt sau khi xảy ra vụ ẩu đả. Phản ứng về tin đại sứ du lịch Việt Nam bị hành hung, nữ ca sĩ Đồng Lan chuyên hát nhạc Pháp nói đây là một chuyện đáng buồn cũng đây là một chuyện đáng buồn đã xảy ra và và em thì đang không biết là cái anh này anh có ok không có vấn đề gì không em đêm chợt nghĩ đến như một người mà dễ thương như anh này tức là anh ấy đang làm những cái công việc rất là đáng yêu cho cái việc thiện trí cho đổi văn hóa để sự du lịch đúng không ạ và hơn nữa là anh ấy um, cũng vừa làm một cái phim rất là dễ thương và và làm cho nhiều người việt nam rất là yêu thích thì uh, em nghĩ nếu mà cái người mà nhận ra anh chắc là họ sẽ không có đánh anh ấy đâu trong khi đó, nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm nói với VOA rằng ông khá bất ngờ khi nhận được tin xấu. Dù gì thì đấy là một cái một cái, cái thông tin nó gây xấu và bất lợi cho du lịch Việt Nam. Vì một cái người làm đại sứ du lịch Việt Nam mà bị đánh ngay tại ở một cái thành phố có thể nói là đang phát triển về du lịch và ở một con ba là một cái nơi mà là một cái nơi có thể nói là tất nhiên là một cái nơi ăn chơi hưởng thụ của giới trẻ nhưng mà nó cũng được bảo vệ được có nhiều điều đội ngũ bảo vệ khác nhau mà tại sao lại một cái đánh đạo diễn nổi tiếng thế thì đánh gì tôi cũng hay ngạc nhiên. Ngày 13 tháng 3, đạo diễn Jordan Vogt Roberts được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch bổ nhiệm làm đại sứ du lịch Việt Nam tại Hoa Kỳ và Vương quốc Anh giai đoạn 2017-2020. Việc bổ nhiệm này đã gây khá nhiều tranh cãi trong bối cảnh vị trí này đã bị bỏ trống một thời gian dài vì có lẽ bị báo chí nói nhiều quá, theo lời của nhà phê bình Lê Hồng Lâm đặc biệt là sau khi nữ đại sứ du lịch Việt Nam đầu tiên, cô Lý Nhã Kỳ, đã để lại nhiều tai tiếng không hay trong thời gian chỉ một năm đảm nhiệm vị trí này. Ở Việt Nam thì trong cái sự phát triển nóng vội du lịch có vẻ như là khi mà cái, cái số lượng người khách quốc tế đến Việt Nam ngày càng tăng lên thì à, bên bộ du lịch họ có vẻ họ thích chọn những người nổi tiếng và những người mà ví dụ như là mấy năm trước là cô Lý Nhã Kỳ chẳng hạn hay năm nay anh đạo diễn của phim Kho này À, trong khi tôi nghĩ rằng là một cái người mà để đảm những cái vai trò này quảng bá hình ảnh du lịch cho một nước thì họ phải có những cái tố chất đặc biệt họ phải có họ là một cái người mà họ quảng làm sao để quảng bá được cái du lịch bằng cái cái chuyên môn của họ chứ không phải bằng cái vẻ bề ngoài của họ thì tôi nghĩ là cái này là có thể là bên bộ du lịch Việt Nam họ về họ đang đánh giá cái vẻ bề ngoài nhiều hơn là cái thực chất của cái, cái 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 hình ảnh công công việc này sau khi được bổ nhiệm chức vụ mới Jordan Book Roberts công khai bày tỏ quyết định rao bán nhà ở Mỹ và cưới vợ Việt Nam. Tân đại sứ du lịch cũng gặp phải khá nhiều scandal liên quan đến các người đẹp ở Việt Nam. Anh nói với báo thanh niên rằng anh rất buồn, thậm chí tan nát khi bị nói là sát gái và nghi ngờ mục đích anh ở Việt Nam. Thì anh có vẻ là một người rất còn trẻ và ham vui. Anh tham gia rất nhiều sự kiện để những cái chuyện về Việt Nam. Nhưng chỉ biết bây giờ là báo chí nó nó nó, nó, nó săn lùng những câu chuyện về scandal để gây chú ý, câu view mà thì những chuyện anh này và các cô người mẫu các cô gái này kia tất nhiên các cô đấy thì lợi dụng hình ảnh anh này thôi nhưng anh này thì tôi cảm giác anh hơi hơi dễ dãi quá anh hơi thiếu tân trọng hoặc là anh nghĩ nghĩ là việt nam nó vui vẻ quá thì anh càng hơi anh còn trẻ thì anh ta có thể buông thả một chút tôi không biết như nào nhưng mà tất nhiên vì cái chuyện đấy thì tôi, tôi nghĩ là tôi không, không 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 đánh giá cao lắm đạo diễn Jordan Vogt-Roberts được chọn là đại sứ du lịch Việt Nam sau khi bộ phim không đảo đầu lâu quay một số bối cảnh phim tại những thắng cảnh nổi tiếng ở Vịnh Hà Long, Ninh Bình, Quảng Bình. Bộ phim đã được PR rầm rộ, theo lời của nhà phê bình Lê Hồng Lâm, nên trong ngày đầu tiên ra mắt, tất cả các suất chiếu ở các rạp chiếu phim tại Việt Nam đều bị cháy vé. Tuy nhiên, chất lượng nội dung bộ phim khiến một số nhà chuyên môn và người hâm mộ quốc tế không đánh giá cao đầu tiên thì tôi rất là là là, là trân trọng việc một cái đạo diễn của Hollywood về Việt Nam là, là chọn Việt Nam làm bối cảnh cho một bộ phim bom tấn lớn và tôi theo dõi suốt cái sự kiện đấy. Tuy nhiên sau khi bộ phim nó ra thì tôi thường thường tôi chỉ đánh giá một phim qua cái bản thân đó thôi, chứ tôi không đánh giá qua cái tên tuổi của những người tham gia. Thì khi xem phim thì tôi thấy là đến một phim nói chung là một phim giải trí ở mức độ bình thường nhà phê bình Lê Hồng Lâm cho biết gần đây đội ngũ PR của đạo diễn Jordan Vogt-Roberts cũng có mời ông đến một buổi gặp mặt và cho biết đạo diễn của Hollywood đang muốn xây dựng lại một hình ảnh mới và sẽ từ chối những sự kiện gây scandal tập trung vào công việc làm cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tuy nhiên, ông Lê Hồng Lâm cho rằng nếu quy trình chọn đại sứ vẫn duy trì như trong thời gian qua, thì sẽ không mang lại thực chất cho việc quảng bá hình ảnh du lịch của Việt Nam, mà chỉ mang lại lợi ích cho những người có liên quan. Vài ngày qua, nhiều người sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam tranh cãi gay gắt về việc một quỹ của con gái cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đóng góp tiền xây dựng một ngôi trường miền núi. Ngôi trường liên quan đến cuộc tranh cãi là trường tiểu học Lũng Luông ở tỉnh Thái Nguyên, cách thủ đô Hà Nội khoảng 100 km về phía Bắc. Trường đã khai trương đầu tháng 9 năm ngoái. Trước khi được xây dựng, nơi được gọi là trường thực tế chỉ có 4 cái lán ọp ẹp cho học sinh và giáo viên theo báo chí trong nước. Báo chí hồi mùa thu năm ngoái cho hay trường Lũng Luông mới là kết quả của nỗ lực vận động đóng góp từ thiện do những nhân vật nổi tiếng thực hiện. Đóng vai trò chủ chốt là giáo sư Ngô Bảo Châu và cựu nhà báo truyền hình Trần Đăng Tuấn. Tin cho hay, trường mới trông như một bông hoa nổi bật giữa núi rừng, có đầy đủ các phòng học phòng chức năng, phòng đa năng, thư viện, bếp nấu, nhà ăn, nhà nội trú, khu vệ sinh, sân vui chơi cho các em. Khi đó, tin không nói rõ ai là nhà tài trợ chính cho khoản tiền 6 tỷ đồng xây trường. Tranh cái dường như đã nổi lên sau khi hôm 9 tháng 9 vừa rồi, trang Facebook của Quỹ Phượng Hoàng đăng một bức ảnh về việc khai trương trường Lũng Luông. Chú thích ảnh ghi ngày này một năm trước của Phoenix Foundation Quỹ Phượng Hoàng trong ảnh, bà Nguyễn Thanh Phượng, con gái cựu Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tân Dũng và giáo sư Ngô Bảo Châu cùng hai người khác gỡ tấm băng tre một tấm biển màu đồng. Một phần nội dung tấm biển cho hay nhà tài trợ chính cho trường tiểu học Lũng Luông là Quỹ Phượng Hoàng, Thành phố Hồ Chí Minh. Quỹ Phượng Hoàng được thành lập tháng 5 năm 2011 và một phần sứ mệnh của quỹ là hỗ trợ địa phương trùng tu hoặc xây dựng những trường học xuống cấp hoặc thiếu kém. Theo trang Facebook của quỹ, với hình đại diện là ảnh chụp trường lũng luông từ trên cao. Sau khi bức ảnh xuất hiện, nhiều người sử dụng Facebook ở Việt Nam đã nhanh chóng lên tiếng chỉ trích dù không đưa ra bất cứ bằng chứng nào. Ông Hoàng Dũng ở Thành phố Hồ Chí Minh, người từng nhiệt tình tham gia các hoạt động vì dân chủ, viết: "Nếu cả tập đoàn dòng họ nhà bạn khai thác một đất nước đến kiệt quệ rồi xây dựng lại dăm vài chục công trình thiện nguyện, bất kể đó là tiền sạch hay bẩn, thì bạn có xứng đáng được tung hô hay không?" Nhà báo Võ Văn Tạo ở Nha Trang, người thường xuyên lên tiếng về những chuyện gây bất bình ở Việt Nam, viết Cứ mặc sức tham nhũng nghìn tỷ, phá nát đất nước, tạo trường rách nát đi, hưu, bỏ vài tỷ xây một trường, sẽ được tri ân. Đã có hàng trăm những lời bình luận hay các ý kiến tương tự như của ông Dũng và ông Tạo. Đáp lại các ý kiến này, trên trang Facebook cá nhân, giáo sư Ngô Bảo Châu bày tỏ ông có cái nhìn đơn giản về việc vận động nguồn tài trợ xây trường, Ông viết thêm về những người có vai trò chính. Ba người làm việc này bao gồm cô Nguyễn Thanh Phượng là người cho tiền, anh Trần Đăng Tuấn là người quản lý, anh kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào thiết kế và thi công. Tôi chỉ có công mời ba người kia đi ăn tối. Vị giáo sư Toán, người đã được chính phủ Việt Nam dưới thời ông Dũng làm thủ tướng, vinh danh sau khi đoạt một giải quốc tế lớn về toán học, tỏ ý phiền lòng vì sự việc theo cách nhìn của ông đơn giản là tốt xong đã trở thành chuyện để âm ý soi mói. Kết thúc ý kiến trên trang cá nhân, giáo sư Châu dùng cụm từ những chuyện thị phi lăng nhăng kia để nói đến những tranh cãi đã diễn ra. Đã có 12.000 lượt like và rất nhiều ý kiến ủng hộ cho việc làm của vị giáo sư thể hiện trực tiếp trong trang của ông hoặc trên trang của những người sử dụng Facebook có nhiều ảnh hưởng khác ở Việt Nam. Một ý kiến bày tỏ tâm trạng của nữ nhà báo Bạch Hoàn nói cô ủng hộ và kính trọng giáo sư Châu liên quan đến trường Lũng Luông nhận được hơn 9.000 lượt like và các phản ứng khác. VOA cố gắng liên lạc với các ông Ngô Bảo Châu, Trần Đăng Tuấn và Quỹ Phượng Hoàng để lắng nghe ý kiến trực tiếp nhưng không nhận được hồi âm. Một tiến sĩ thường đưa ra các phân tích phản biện về xã hội Việt Nam nói với VOA những phản ứng trái chiều nhau về khoản tài trợ của Quỹ Phượng Hoàng cho các hoạt động thiện nguyện là trường hợp rất thú vị. Đề nghị không nêu tên, Vị tiến sĩ nói rằng bản thân vị này cũng chưa thể quyết định nên đứng về bên ủng hộ hay bên phản đối. Vị này nhận định những trường hợp tương tự sẽ còn xảy ra ở Việt Nam trong tương lai. Theo tiến sĩ, về mặt đạo đức, ở mức độ nhất định có thể so sánh trường hợp quỹ Phượng Hoàng với việc các công ty thuốc lá tài trợ cho các dự án nghiên cứu ung thư hoặc các chiến dịch vận động về sức khỏe. Từ đó, mỗi người tự đưa ra quyết định có hay không ủng hộ những nguồn tiền bị xem là không sạch dùng cho các dự án từ thiện.